Thưa quý vị và các bạn, việc đóng góp ý kiến của cán bộ đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng vào các dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng các cấp diễn ra từ khi tổ chức đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở, trong đó có rất nhiều ý kiến xác đáng để tiểu ban văn kiện bổ sung cho sát hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Ngay trong các chủ đề của đại hội, đặc biệt đại hội đảng bộ cấp huyện, thị xã, thành phố cũng được nhiều ý kiến tham gia góp ý, nhất là các ý kiến của cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu, bởi mỗi ý kiến đều là sự tâm huyết và trải nghiệm quá trình công tác để góp ý vào các văn kiện. Ví dụ như các huyện khu Nam của tỉnh thì ngoài huy động nguồn vốn để xây dựng hạ tầng, cần phải có sự điều chỉnh cân đối giữa phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Với huyện Văn Giang, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên là việc phát triển dịch vụ, công nghiệp và đô thị như thế nào trong nhiệm kỳ tới, bởi chủ đề sẽ quyết định hướng đi cho từng năm của một giai đoạn. Sự phát triển của thành phố đến nay thì chưa xứng tầm. Chính vì vậy là các đại biểu kiến nghị trong thời gian tới, nhiệm kỳ tới, ngoài cái phát huy nội lực của thành phố Hưng Yên thì tỉnh cũng quan tâm đối với thành phố, trong đó là phát triển để thành phố trở thành đô thị loại 2 và đô thị văn minh hiện đại. Thì cái việc ngoài việc đầu tư của thành phố thì tỉnh cũng phải quan tâm rất nhiều đến đầu tư cho thành phố và ưu tiên giới thiệu thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn của thành phố Hưng Yên. Chắc chắn rằng thành phố Hưng Yên sẽ là cơ sở để chúng ta phát triển trong giai đoạn tới là thành phố xanh, sạch đẹp, văn minh và hiện đại. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cho rằng những năm qua, tỉnh và các ngành chức năng đã có nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn. Đây cũng là việc thực hiện khâu đột phá trong nghị quyết của nhiệm kỳ 18 Đại hội Đảng bộ tỉnh. Song dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh cần nêu các giải pháp cụ thể hơn nữa. Trong đại hội này, chúng ta cũng nên đặt ra một số vấn đề. Ta xem. Còn những vấn đề gì mà chúng ta chưa cởi nút thắt hết tất cả cho doanh nghiệp để cho họ lôi có kéo họ vào? Bởi vì tôi cũng vừa được biết thì cái thông tin của tỉnh ủy và ủy ban cũng thông tin rằng chúng ta đang chuẩn bị đã được chính phủ phê duyệt với 3 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 600 hectare. Tôi cho rằng đây là một điều rất là tốt. Nhưng làm thế nào để cho họ đến với chúng ta? Thì tôi cho rằng cái nút thắt ở đây vẫn là cái chính sách của chúng ta. Ví dụ như quy định về ưu đãi thuế, ưu đãi về đất, rồi ưu đãi về mọi thứ, và ngay những cái vấn đề mà quy định về cái tiêu chuẩn môi trường thì chúng ta cũng nên lấy cái tiêu chuẩn của nhà nước, của quốc gia. Ngay khi diễn ra đại hội đảng bộ cấp huyện, nhiều ý kiến của đảng viên dự đại hội vẫn kỳ vọng và mong muốn nghị quyết đề ra đã hay, đã sát hợp rồi. Song ban chấp hành khóa mới phải có lộ trình như thế nào để thực hiện cho hiệu quả, bởi tình hình kinh tế trong nước và thế giới luôn có những biến động. Ban chấp hành khóa tới này thì làm sao mà thực hiện được cái mục đích Văn Giang sẽ trở thành một đô thị văn minh hiện đại, đề ra những cái biện pháp cụ thể để thực hiện bằng được cái nông thôn mới nâng cao. Mỗi một ý kiến của cán bộ đảng viên đều có sự trăn trở, nghiên cứu để đưa ra sự đánh giá so sánh, sau đó mới đóng góp cho các dự thảo báo cáo chính trị. Các ý kiến này đều được tiểu ban văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp lựa chọn để bổ sung vào báo cáo chính trị trình đại hội.